Da đầu không khỏe mạnh có thể gây ngứa và gầu, còn làm tóc yếu dẫn đến rụng tóc. Chúng tôi thử nghiệm với 3 loại dầu gội. Người thứ nhất dùng dầu gội thường, người thứ hai dùng dầu trị gầu thông thường, người thứ ba dùng clear. Với dầu gội thường, da đầu không khỏe, gầu vẫn còn, làm tóc yếu. Với dầu trị gầu thông thường, gầu có giảm nhưng tóc khô và dễ gãy trong khi chải. Với clear, gầu hết hẳn, tóc lại mềm, bóng mượt, trông thật khỏe mạnh, giảm hẳn tóc rụng và hư. Clear do viện Elida Paris nghiên cứu và phát triển. Clear trị sạch gầu cho mái tóc khỏe đẹp,